giống á. Giống ở đâu anh nhỉ? Ở Sóc Sơn á. Đi chơi rồi ra đường còn một ngày thì nói là cái cầu này là không phải Việt Nam làm. Đúng rồi, Pháp. Pháp làm, có khi là lúc đấy là người ta đấy là đi theo cái kiểu đấy. Gọi lên cả tượng, cho cả lên chùa là mình thấy rẻ rất ra đây về đấy, là mình thấy 150 tất, không phải là suy nghĩ, rất rẻ. Bây giờ lên cho lên tượng đài trước cho về chùa sau. Bây giờ trời bây giờ đang đi này đang còn sớm nên mà chụp bức ảnh nhá. Đền giống này là từ ngày mấy tới ngày mấy à? mùng sáu đến mùng 8 tháng giêng. Tháng giêng bây giờ là tháng 8 rồi đấy. Nếu mà đông ấy từ giao thừa luôn. Giao thừa đông lắm, người ta đi hái lộc cũng như mình ở các nơi như thế thôi mà. Đi chùa đi trước, ví dụ trong miền Tây mình như thế đúng không? Đúng rồi. Đi ra chùa thắp hương các thứ là xin lộc ấy, hay là bẻ lộc bẻ liếc gì đấy. Thời lễ hội đó có làm mấy cái giống như dựng lại hồi mà đánh giống bẻ cái tre đánh giặc đấy không? Đấy có chứ. Mỗi năm cướp giò đánh nhau lộn xộn như năm nay bắt đầu là không. Năm nay là không có cướp giật một tí hết, công an đông lắm. Năm nay tự phát lọc cơ. Như là không cho không, đánh nhau lên mạng nhiều sợ. Đừng như đè nhau. Gãy cả xương, gãy cả tay. Ồ gãy vậy hả? Đấy, gãy gọc cứ đập ta đừng nằm đây đông cướp dọc đường giống như con lọc đi. Còn là ngày xưa là đánh làm mấy cái lễ hội đó là đánh là gãy tay gãy chân luôn à? Không, chỉ là tranh nhau ấy. Tranh cướp độc. Tranh cướp độc, còn cây giò cái mới gọi cây quý. Cây giò cái to. Đấy, cây đấy mới gọi cây quý mà bạn cướp được đến đâu cướp ra ngoài thì bọn nó cũng tranh vào mà nó cướp của bạn. Có nó phải bắt nhóm của bạn phải đông. Của bản vậy là trai là trai bản hả? Người bản bản hả? Là hàng tất luôn, thì cả bên ngoài luôn đấy được quyền cướp mà. Bạn phải bắt nhóm của bạn ít nhất phải 30-40 người. Bao vây thì mới cướp được cây giò đấy. Không thì bạn lại đi cướp lại, đi cướp lọc vì đúng không? Có phải mình cướp tiền đâu. Chắc là cái cầm giò không bự, cỡ cầm chân không? Không. Này chắc nó động nhiều ha, khổ rồi. Đường nào có. Có rồi, mình đi đây, mình mới là một vị khách đi qua đây này. Cái gì? Trắng màu á. Trắng màu á. Nó gần vào cổ tay này, dài hơn một thước này, là hơn một mét đấy. Mình chưa kịp nói thì khách cũng trẻ như bạn, ông anh này dẫn có màu. Mình bảo trước kịp bảo bạn, mà bạn đã bảo trước rồi. Đâu đúng lại thì hai đứa ô tô cũng sao tính bắt không? Mình bảo các bạn kia có được bắt. Mình thì xứ ở đây rồi không? Mà rắn đàn đấy không bắt. Bắt thì đang bạn kiểu nó đi xe lăn tạ mà, xe ô tô không? Mình bảo không bắt, đi xe cộ không lên bắt ở rừng núi, ở nơi đền chùa đừng lên bắt, mình quên thế thôi. Nó bắt trả được ấy, nhà tôi ở đây bắt trả được ấy. Xong nó... Nó lại đi theo mình lên thế này, nó sửa hãng cái theo thế này này. Cùng nó không bắt. Nên nó bảo là rắn màu. Mình bảo thế mà ông còn đòi bắt. Bảo là em định bắt thật đi. Mày bắt chả thoát được với anh đi. Nó có phụng mang đồ lên không hay là sao? Có. Rắn này là rắn màu bạn ạ. Mình đang đi với ông khách nó nhảy nè đớt đớt rồi. Sau này đi sang bên đường, ô tô nó vừa đi đến nơi. Ô tô luôn nó lùi nhẹ nó bắt sống. Độc chứ rắn nào độc hết mà. Cái này mình quay này có phát âm, có nghe rõ không? Độc cũng không rõ. Mình nói chuyện như này thì ở trong này vẫn nghe được chứ? Nghe được nhưng mà nó gió á. Gió nó thổi. Đúng rồi. Nhiều lúc cũng không nghe được. Nhưng khi ở chán này họ đội mình nghe. Đó là chắc nó có cái mic. Bạn có vào đây mua gì để mua hương lễ tùy đây mình đợi đây. Thế à? Sếp Tuấn. Trời trời, sếp giờ đâu đây bạn lên trên này. Đây là đền giống, đền Thánh giống.
ở xã Sóc Sơn. Đây, bây giờ mình coi cả. Ở dưới là có chùa non nước, này có cái đền gì nè. Hôm nay không phải lễ hội cho nên là cũng khá là vắng. Nãy đi lên thì có vài người thôi. Thang. Cái hướng này là hướng này là hướng bắc. Không giống là quay về hướng nam. Thì ở tay là có cầm cái tre nè, hồi đó là đánh giặc ăn xâm lược, thì ông cưỡi ngựa sắt đánh đuổi giặc ăn. Sau khi đánh đuổi giặc ăn thì ông liền lên ngựa sắt và bay về trời. Ở dưới này chắc là giống như phụ họa cho cái vó ngựa, tay thì cầm cái tre. Ở đây mình không có flycam, chưa có điều kiện mua flycam nên là có trạm như vậy. Đây rất là đẹp. Nhìn qua cái màn hình rất đẹp. Sáng ảo chưa? Trời đây nữa. Sáng bên này.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
toàn là lô cốt hết, chiếm đại nhất ở hướng bên đấy. Đi nè, em dẫn bạn gái đi em. Không, đây em rồi. Đây gọi là trải nghiệm ấy đúng không? À, đây cho biết. Đúng rồi. Trước mình ở trong đấy mình đạp xe đạp đến là 8 cây số đi lên Phật Cô Đơn, bạn ở đấy có lên Phật Cô Đơn chơi chưa? Chắc chưa? Chưa. Núi Sam bạn đi chưa? Núi Bà Đen bạn đi chắc ở đây rồi. Chơi đấy đúng không nhỉ? Cho nên núi Bà Đen thì đi rồi. Đấy, Sam có đi rồi. Campuchia đấy. Chắc còn chưa. Cáp treo từ đấy mình đi năm 2001, cáp treo thấp tẻ mà núi đến thấp lắm. Neo lên trên cao là trên đỉnh núi là có chiếc xe Mercedes neo lửa chừng như là này, thèm bia rượu này, uống yêu chả leo nổi nữa. Đi Châu Đốc của mình có đi được đâu, là sau này hoán Châu Đốc là bị hoán. Châu Đốc là vẫn thuộc về Lâm Đồng như bạn nhỉ? Sao Châu Đốc là đó là An Giang.
Oh,